Hôm nay mùng 1 tháng 7, các chuyên gia cho rằng giá vàng vẫn sẽ duy trì ở phạm vi hiện tại cho đến khi thị trường đón nhận các dữ liệu và sự kiện gây bất ngờ. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé! Kết thúc tháng 6, giá vàng miếng SJC tiếp tục được 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank bán ra mức 76,98 triệu đồng lượng. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh hiện cũng được công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn, SJC niêm yết ở mức 74,98 triệu đồng lượng mua vào và 76,98 triệu đồng lượng bán ra. Giá vàng nhẫn SJC 9999 được niêm yết ở mức 73,95 triệu đồng lượng mua vào và 75,55 triệu đồng lượng bán ra, không đổi so với rạng sáng qua. Vàng miếng thương hiệu Doji tại khu vực Hà Nội đang mua vào mức 75,3 triệu đồng lượng và bán ra mức 76,98 triệu đồng lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua và bán ra mức tương tự như ở khu vực Hà Nội. Doji niêm yết giá vàng nhẫn 9999 tại thị trường Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ở mức 74,65 và 75,9 triệu đồng lượng mua vào bán ra. Giá vàng miếng thương hiệu PNG đang neo mức 74,98 triệu đồng lượng mua vào và 76,98 triệu đồng lượng bán ra. Giá mua và giá bán vàng thương hiệu Bảo Tín, Minh Châu và Phú Quý SJC đang lần lượt là 75,5 triệu đồng lượng và 76,98 triệu đồng lượng. Ở thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu hôm nay mùng 1 tháng 7 được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều ngày 27 tháng 6 của Liên Bộ Tài chính, Công Thương. Cụ thể, giá xăng E5 được nâng lên 22.010 đồng lít, giá xăng RON 95 tăng lên mức 23.010 đồng lít. Trong khi đó, giá dầu diesel được điều chỉnh tăng lên 20.680 đồng lít, còn giá dầu hỏa lên mức 20.610 đồng lít. Giá lúa gạo hôm nay ngày mùng 1 tháng 7 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long ổn định với cả lúa và gạo. Hiện gạo nàng nhen có giá niêm yết cao nhất 30.000 đồng mỗi kg, gạo jasmine 18.000 đến 20.000 đồng mỗi kg, gạo nàng hoa 20.000 đồng mỗi kg, gạo tẻ thường dao động quanh mốc 15.000 đến 16.000 đồng mỗi kg, gạo thơm thái hạt dài 20.000 đến 21.000 đồng kg. Với mặt hàng lúa, giá lúa đài thơm 8 dao động quanh mốc 7.200 đến 7.400 đồng mỗi kg, lúa om 18 ở mức 7.200 đến 7.400 đồng mỗi kg. Lúa IR504 ở mức 7.000 đến 7.200 đồng mỗi kg, lúa om 5.451 ở mức 6.900 đến 7.000 đồng kg. Bạn thấy giá cả thị trường hôm nay như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính, bất động sản nhé!